Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Hoa Lư là kinh đô của nước Đại Cổ Việt, tên xa xưa của nước Việt Nam nay, có cách đây gần 10 thế kỷ, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía nam. Cố đô Hoa Lư trước đây rộng khoảng 300 ha, được bao quanh bởi hàng loạt núi đá, vòng cung, cảnh quan hùng vĩ. Khoảng trống giữa các sườn núi được xây kín bằng đất ken gạch, chân thành có gạch bó, đắp cao từ 8 đến 10 mét. Kinh đô Hoa Lư bao gồm thành ngoại, thành nội và thành nam. Thành ngoại rộng khoảng 140 ha, thuộc địa phận thôn Yên Thành, xã Trường Yên. Đây là cung điện chính mà khu vực đền Đinh, đền Lê là trung tâm, và cũng chính là nơi vua Đinh Tiên Hoàng cắm cờ nước. Trước cung điện có núi Mã Yên, tương truyền vua Đinh lấy núi làm án. Thành nội thuộc thôn Chi Phong, xã Trường Yên, có tên là Thư Nhi Xã, nơi nuôi trẻ em và những người giúp việc trong cung đình. Thành Nam, thành ở phía nam, từ hang luồn trở vào trong, nằm đối diện và nối liền với khu thành ngoại. Ở đây, xung quanh có núi cao bao bọc, án ngữ phía nam kinh thành, bảo vệ mặt sau. Từ đây, bằng đường thủy, có thể nhanh chóng rút ra ngoài. Phía đông kinh thành có núi Cột Cờ, nơi có lá quốc kỳ Đại Cổ Việt, có gành thác nơi vua Đinh duyệt thủy quân, hang tiền nơi lưu giữ tài sản quốc gia Động Thiên Tôn, tiền đồn của Hoa Lư, và là hang nhốt hổ báo để xử kẻ có tội. Đến đời Lê Hoàng đã cho xây thêm nhiều cung điện lộng lẫy như điện Bách Thảo, Thiên Tuế, điện Phong Lưu ở phía đông, điện Vinh Hoa ở phía tây, điện Bồng Lai bên tả, điện Cực Lạc bên hữu, lầu Hỏa Vân và điện Trường Xuân, điện Long Lộc được lợp ngói làm bằng bạc. Kinh đô Hoa Lư tồn tại 42 năm, từ năm 968 đến năm 1010, trong đó 13 năm 968 đến 980 là triều đại nhà Đinh, 29 năm tiếp theo là triều đại Tiền Lê 980 cho đến 1009. Đầu tháng 11 năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua cũng chính tại mảnh đất kinh đô Hoa Lư lịch sử này. Tháng 7 âm lịch năm Canh Tuất 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long. Từ đó, kinh đô Hoa Lư trở thành cố đô. Tại nơi đây, hơn 1050 năm trước, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt, nhà nước phong kiến trung ương, tập trung quyền đầu tiên ở Việt Nam. Cố đô Hoa Lư gắn liền với ba vương triều Đinh, Tiền Lê và khởi đầu của triều nhà Lý. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hơn 10 thế kỷ, các di tích lịch sử cố đô Hoa Lư hầu như bị tàn phá, đổ nát. Hiện nay chỉ còn lại đền vua Đinh, đền vua Lê được xây dựng vào thế kỷ 17. Đền vua Đinh được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, gồm ba tòa bái đường thiên, nơi thờ tứ trụ triều đình của nhà Đinh, chính cung thờ vua Đinh ở giữa bên trái
là tượng Nam Việt Vương Đinh Liễn, con trai cả của vua Đinh. Bên phải là tượng Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang, con thứ của vua Đinh. Cách đền vua Đinh 500m là đền vua Lê, thờ Lê Đại Hành hay còn gọi là Lê Hoàng. Đền Lê quy mô nhỏ hơn nhưng cũng có 3 tòa bái đường, thiên hương, thờ Phạm Cự Lương, người đã có công đưa Lê Hoàng lên ngôi. Chính cung, thờ Lê Hoàng ở giữa, bên phải là Lê Ngoại Triều, con trai vua Lê. Bên trái là Hoàng hậu Dương Vân Nga. Ở trên đỉnh núi Mã Yên Sơn hiện còn có lăng mộ của vua Đinh và vua Lê. Ngoài ra còn có chùa Nhất Trụ, đền Vực Vông, bia Cửa Đông cùng những dãy tường thành thiên tạo, những ngọn núi, hang động kỳ thú, đậm chất văn hóa lịch sử đã làm nên một kinh đô đá trường tồn với thời gian. Avec un truc derrière.